Chiến tranh đã lùi xa, song nỗi đau do chiến tranh để lại vẫn còn hiện diện trong mỗi gia đình, nên những người vợ, người mẹ liệt sĩ ngày đêm nhớ thương, mòn mỏi. Vượt lên mọi hy sinh mất mát, họ đã có nhiều đóng góp cho xã hội, sống xứng đáng với người đã khuất. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bà Trần Thị Xuyến, một người vợ liệt sĩ tiêu biểu ở thôn Đầu Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Năm 1958, bà Trần Thị Xuyến về làm vợ ông Trần Bá Sần ở thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa. Những năm đầu chưa có tình cảm với nhau, bà Xuyến xin bố mẹ chồng lên Sơn La làm công nhân, còn ông Sần cũng nghỉ học xung phong vào bộ đội. Vài năm trời không liên lạc, đến năm 1965, khi đóng quân bên nước bạn Lào, ông Sần tranh thủ 10 ngày nghỉ phép về Sơn La thăm vợ. Năm 1966, ông Sần có thêm 20 ngày nghỉ phép để vợ chồng sum họp trước khi vào chiến trường miền Nam nhận nhiệm vụ. Tháng 7 năm 1967, bà nhận được tin chồng hy sinh tại mặt trận phía Nam khi đứa con trai duy nhất của ông bà mới mấy tháng tuổi còn chưa biết mặt cha. Cả một cuộc đời hạnh phúc cùng nhau được 30 ngày. Thế thì ông ấy dặn tôi, ông bảo thôi cố gắng chờ anh. Anh đi giải phóng quê hương, cứu dân cứu nước, thống nhất, anh xin hứa sẽ về thì chúng ta ở với nhau, em phải chung thủy nhá. Thế tôi bảo vâng, anh ấy vì dân vì nước mà anh lại quá tốt thì mình không chung thủy với anh thì tội. Tôi cũng tin tưởng là thống nhất thì ông ấy về, nhưng mà cuối cùng rồi mãi không thấy thư từ gì thì tôi cũng bảo rằng là chắc là chết rồi. Thế là mãi thì mới có báo tử về. Nén nỗi đau mất chồng, cô công nhân 25 tuổi Trần Thị Xuyến tập trung vào công việc ở nông trường Sơn La và dành hết tình yêu thương cho cậu con trai gầy yếu. Hơn một năm sau, vì bố mẹ hai bên già yếu, bà Xuyến xin nghỉ việc ở nông trường, về quê, vừa nuôi con, chăm bố chồng ốm và tham gia công tác. 4 năm làm bí thư đoàn xã, 17 năm làm chủ tịch hội phụ nữ xã Trung Nghĩa. Bà Xuyến đã vận động chị em hội viên thực hiện tốt phong trào phụ nữ ba đảm đang, giỏi một nghề, biết nhiều việc. Bà Trần Thị Xuyến thì làm tấm gương vợ liệt sĩ tiêu biểu của địa phương. Thì ngoài cái việc chăm lo gia đình thì bà cũng đóng góp rất là nhiều cho công tác và các phong trào, đặc biệt là phong trào hội phụ nữ của địa phương. Tiếng tôi phải nói là giỏi về nước, đảm việc nhà, trong làng, trong xóm, để họ hàng rất quý mến. Trong cái cuộc sống gia đình thì chúng tôi cũng rất là lệ thuộc bà thôi. Tôi xin đọc một bài thơ ông ấy dặn tôi là tôi thấm thía. Anh ra đi tô hồng thêm môi thắm, khắc trong tim muôn vạn mối tình. Anh ra đi trong gió bụi Trường Sơn để dành lại mối tình yêu vĩ đại. 82 năm tuổi đời, 58 năm tuổi đảng, bà Xuyến là một trong số những người vợ, người mẹ liệt sĩ đã đi qua chiến tranh với nhiều hy sinh, mất mát. Nhưng vượt lên mọi gian khổ, họ vẫn mãi là những tấm gương sáng về tinh thần, kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Bốn biển mai kia sẽ tới.